Lô lô lô, hello anh em nhá. Mở đầu bằng con gì đây? Sắp mình chơi Yumi. Yumi đi với gì đây? Sắp chơi gì vậy? Gì cũng được, gắt vậy. Lên AB, tìm mình thiếu AB, phải lên AB á. Đây rồi, đâu vậy? Trời, nó tuôn kìa nữa, xong mới vô nghe buồn vậy. Quýnh Blitz gặp tuôn nữa. Quýnh Blitz gặp tuôn thì lát đông, lát lên đụng đó nha. Hello Deathstream, vui vẻ sắp tới lụm cái cúp VCS nha. Con bé Smash nha. Nó tôn thì lát Flash E Quy rồi Quy nha. Biết nó tôn thì đừng có xài Quy trước. Oh. Ha ha ha, đồ ngốc. Gặp tôi này ông, ném trên nuôi cho tôi nữa, khó vậy, khó vậy. Biết điều kiện thắng quá vậy. Ghê ta, tôi luôn khôn vậy. Kéo, hay. Mấy khảnh khắc đó đó, mấy cái khảnh khắc đó đó, đều cần những cái khảnh khắc đó đó. Blitz cũng ra gì chứ. Mấy khảnh khắc đó khó còn lắm, sắp phải tự nhìn nó khó còn lắm. Mấy khảnh khắc đó đến có nửa giây à. Nó tuôn thì mình giết sắp nó. Ai ra xua dẫn lính vô chạy lên cơ. Lắc, rồi là cái đầu ác. Trời ơi, sao con xe kỳ vậy. Ăn con xe cho gừng luôn chứ, mất kinh nghiệm, vừa mất kinh nghiệm vừa mất tiền nữa. Ai da, giờ Gia Văn nó bắt đi từ nhà xuống nó gắn boss này khó luôn á, quay này khó luôn á. Ai, quay thì đổ máu rồi em ơi. Đổ máu chắc luôn á. Phanh này gần mình xuống cover đó. Thì nếu mà gần kia nó xuống thì đẹp, gần nó không xuống thì gần mình thọt. Nhưng mà phải cover á, gần nó sắp xuống đó. Nó không lát đâu anh em ơi, nó lộ với gần đó. Gần bên đây chắc luôn á. Anh này không biết đọc map rồi. Không biết đọc map rồi. Ok, muốn gì chết, đứng cam trong bụi chết. Em ơi, em có thấy đơ không? Wow, wow, wow. Đích thử dính không? Ôi, này, này tuôn kỳ vậy. Dựng dính chiêu mà. Dính không? Dính nữa này. Này tuôn chiêu chiêu à. Lúc bận, lúc tắt, lúc mở à. Ăn cái Baron nhìn nó nguy hiểm quá vậy. No, xì máy. Ờ. Này. Đợi tới nè, đợi tới nè. Đập hụt luôn chứ. Mà đập dính cũng không làm gì được á, cũng đâu bay vô được đâu. À, chuẩn bị cái camera chạy qua nè, này 3 2 1 kéo. Vãi tùn. Phải nói nếu mình đứng gần gần nó hơn lúc kiểu gờ vô cái nó chết liền á, sống. Ta đã gờ vô phải gướng mất cái e nữa, chết rồi. Còn e sống.
Ở đây chúng tôi chơi game 50, ở đây chúng tôi không có solo, ở đây chúng tôi chơi game 5 người. Ở đây chúng tôi không có solo. Đây chúng tôi chơi game 5 người. Nhưng chơi game liên minh kêu solo. Đúp sau lưng nè. À biết nó quỳ luôn á, biết nó quỳ qua luôn á, mà này nó quỳ chậm á, thường mấy anh kia nó quỳ nhanh lắm, này quỳ chậm vậy. Đùng. Easy girl. Rồi tới lúc mình bán về quần nội đó, tại vì mình đủ cái tiết quá à. Thế này hả? Bóc chuẩn xíu đời. Ok. Bóc hồi xíu nó xỉu luôn á. Đùng. Trời gắt vậy. Gắt vậy. Gắt vậy. Mày sao né giữ ơi, né giữ vậy. Em nhấn like subscribe kênh cho tôi nha, mến em nhiều.